Pausa là tàn tích của những ngôi sao chết do quá trình nổ siêu tân tinh. Những vụ nổ này thường để lại một lỗ đen hoặc một ngôi sao neutron là tàn tích cuối cùng. Nếu tàn dư này là một ngôi sao neutron, nó đang quay và có từ tính cao, nó sẽ phát ra bức xạ ra khỏi các cực của nó và được gọi là pausa. Tiến sĩ Jocelyn Bell, người phát hiện ra sao xung đầu tiên vào năm 1967, là một sinh viên tốt nghiệp vào thời điểm đó. Những sao xung này quay nhanh, đặc biệt là những sao được gọi là sao xung mili-giây. Chúng quay khoảng 1.000 lần mỗi giây. Bây giờ, chúng ta hãy thêm một ngôi sao sống bên cạnh sao xung mili-giây này để chúng quay quanh nhau. Các phản lực từ các pausa này phá hủy vật chất trên bạn đồng hành của nó, hoặc theo cách từ từ nuốt chửng chúng. Do đó, cái tên quá phụ đen đã được đặt cho các hệ thống nhị phân như vậy. Trong giai đoạn này, rất nhiều tia X và tia gamma được phát ra từ hiện tượng này mà kính thiên văn của chúng ta thường bắt gặp trong không gian. Hệ thống đầu tiên như vậy được phát hiện vào năm 1988 và chu kỳ quỹ đạo của hệ thống này là 9,2 giờ, tức là mất khoảng 9,2 giờ để chúng hoàn thành một quỹ đạo quanh nhau. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2022, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã công bố phát hiện về một pausa quá phụ đen kỳ lạ nhất từng được tìm thấy trên tạp chí Nature. Hệ nhị phân, còn được gọi là ZTFG1406+1222, được tìm thấy qua kính viễn vọng quang học cơ sở thoáng qua Zwicky. Trong dữ liệu quang học, các nhà thiên văn học thường nhìn thấy sự gia tăng định kỳ và giảm độ sáng của hệ thống do chuyển động quay đôi khi mang lại phía lạnh hơn của ngôi sao đồng hành trước mặt chúng ta và lần khác là phía đối mặt với cơn thịnh nộ của sao xung. Các tác giả này nhận thấy rằng chu kỳ quỹ đạo của hệ thống này chỉ là 62 phút, khá nhanh đối với các hệ nhị phân như vậy. Hơn nữa, bước rõ ràng tiếp theo đối với họ là tìm kiếm dữ liệu tia gamma và tia X vì chúng thường được phát hiện trong các chế độ này, nhưng đáng ngạc nhiên là họ không tìm thấy bất kỳ dữ liệu nào. Điều này khiến nó hơi kỳ lạ. Một yếu tố khác làm tăng thêm sự kỳ lạ của nó là nó không phải là một hệ nhị phân. Có một ngôi sao thứ ba ở trong quỹ đạo rộng với sao xung này và ngôi sao đồng hành gần đó của nó. Chu kỳ quỹ đạo của ngôi sao này xấp xỉ 10.000 năm ánh sáng, trái ngược với 62 phút của ngôi sao đồng hành gần đó. Phát hiện này đặt ra một thách thức lý thuyết mới đối với các nhà thiên văn về sự hình thành và tồn tại của các hệ thống như vậy. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!